Thời gian qua, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin, người khuyết tật và Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long đã đẩy mạnh các hoạt động, đặc biệt là vận động xây nhà cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, trẻ mồ côi. Nhờ đó góp phần giúp đời sống nhiều người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội trong tỉnh, từng bước được cải thiện, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Vợ chồng ông Võ Ngọc Úc, ngụ xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình, đều là người khuyết tật. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng ông luôn nỗ lực lao động để có thu nhập lo cho gia đình. Vừa qua, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin, người khuyết tật và Bảo trợ xã hội huyện Tam Bình đã vận động mạnh thường quân cùng thân nhân trong gia đình, đóng góp xây dựng cho vợ chồng ông căn nhà chắc chắn, giúp gia đình an cư, lạc nghiệp. Mỗi lần mưa, nhà dột lấy thao hứng, nhờ nhà hảo tâm hỗ trợ. Hai vợ chồng tôi được ngôi nhà, hai vợ chồng tôi rất vui mừng. Bị di chứng sốt bại liệt từ nhỏ nên việc đi lại rất khó khăn. Nhưng ông Đoàn Trí Hải luôn cố gắng vượt lên số phận. Ông tham gia lớp đào tạo nghề kỹ thuật chăm sóc và tạo dáng cây cảnh do địa phương tổ chức. Cũng từ lớp học này, ông kiếm được thu nhập lo cho bản thân. Và để giúp ông an cư, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin người khuyết tật và Bảo trợ xã hội huyện Trà Ôn đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây mới cho ông một căn nhà theo tiêu chuẩn Bà Cửng. Lúc trước nhà nó muốn sập rồi, có tổ chức xã hội hỗ trợ tôi cái nhà này. Là hiện tại bây giờ được che mưa che nắng tôi rất là mừng. Nếu như mà không hỗ trợ là tôi không thể nào mà cất nổi cái nhà như thế này. Vĩnh Long hiện nay có 26.959 người khuyết tật. Để trở thành điểm tựa vững chắc cho người khuyết tật và giúp người khuyết tật an cư, lạc nghiệp. Riêng trong năm 2022, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin, người khuyết tật và Bảo trợ xã hội các cấp trong tỉnh đã vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm, xây mới và sửa chữa 77 căn nhà với tổng trị giá trên 3 tỷ 80 triệu đồng. Về cái hỗ trợ xây nhà giúp cho người khuyết tật á, thì phải nói là chính là các cái mạnh thường quân, hội là làm cầu nối để các mạnh thường quân người ta chung tay lại ta thực hiện. Thì thời gian tới thì hội cũng tiếp tục thực hiện các cái công việc của mình là tìm những mạnh thường quân, và song song đó thì cũng là tìm những cái đối tượng là người khuyết tật còn khó khăn về nhà ở, để rồi mình giúp, mình làm cái cầu nối này, mình nói, mình giúp cho các cái đối tượng mà người ta vượt qua những cái khó khăn, mà người ta đang cần trợ giúp, để giúp cho họ có cuộc sống, có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Với sự tích cực vận động xây nhà ở cho người khuyết tật, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin, người khuyết tật và Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long đã góp phần cùng với chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, trẻ mồ côi có thêm điều kiện, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.